Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về ảnh một cô bé buộc tóc hai bên và mặc một chiếc váy rất là đẹp nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thế nào? Mày không chơi với nhóm kia nữa à? Sao con nó lắc đầu? Thế là bọn em cũng kiểu hiểu ấy. Nhưng mà em lại nói chuyện với nó nhiều hơn cả cả nói chuyện với nó nhiều hơn. Xong một lần là bọn em vẫn anti bố cái bọn con khỉ kia, chỉ chỉ chỗ gì? Này tao hụt. Tao mày sang bảo mẹ từ sớm mới không sang. Nghĩ giờ gì? Bọn con ra không chưa bẻ? Thấy bọn lần kế lắm. Chứng tỏ con gái lắm chuyện. Đúng rồi, con này con gái rất nhiều chuyện. Con gái lắm bao nhiêu đứa? 27 đứa thì nhóm nữa đâu? Thì phải có một nhóm nữa chứ. Nhóm đấy nhóm gì? Không biết nó trả lời nhóm gì cả, bọn nó chơi với nhau chứ không chồng mình đấy châm châm à? Không phải châm mà là bọn nó không hay chơi với bọn em thôi, còn đâu bọn em vẫn chơi với nó nhưng mà kiểu không chơi thân thiết ấy. Còn cái nhóm của bọn em là chơi thân thiết với nhau, kiểu đi đâu cũng có nhau, rồi làm gì cũng có nhau ấy. Còn cái nhóm kia là bọn em chỉ chơi với nhau thôi, xong rồi làm nhóm và các thứ thôi, kiểu không hay chơi nhưng mà vẫn chơi cùng với nhau, vẫn thân với nhau, không phải thân thiết mà thân luôn thân thiết kiểu không. Đâu Facebook bài đâu tôi xem nào. Cái bà mày bảo đây bà vừa kết bạn với em này. Đâu sao kết bạn với mày? Đâu cái mày đang đâu đưa Facebook ấy, đưa ảnh ấy, giữ ảnh ấy xem nào. Từ từ tôi nốt. Bóng mày đi ảnh, mày đi anh ảnh ta là bạn này dễ xem, đảm bảo nhiều người kết bạn. Chỉ để gì á? Đúng. Em đảm bảo nhiều người kết bạn luôn, nhiều dạ? Người hỏi luôn. Thật luôn. Người chị ơi. Thì nó hỏi, bé ơi ai đây nhớ bà chị tao nhá. Ai đây, tao dùng app đấy. Vậy hả? Nhớ bà chị tao đấy xin không? Xin không gì? Chúng mày đi, chúng mày nhóm chúng mày hay đi tia trai chúng mày. Chuyên tia mấy anh đâu khối trên chúng mày. Ui anh đẹp trai quá chúng mày ơi. Chúng mày chuyên thế đúng không? Tao biết thừa. Ui em thì đẹp trai, sao em phải có một anh tám hai đẹp trai lắm rồi. Ê, mà có một cái anh ấy đẹp trai cực. Chúng em ấy như hot boy luôn. Không sao. Đẹp trai lắm, mới đầu em thấy đẹp trai nhưng mà dạo gần đây em không biết cái anh ấy. Chúng mày thay lòng đổi dạ ấy.